tính mức chịu thuế thu nhập cá nhân, không nên áp dụng như nhau. Nhiều chuyên gia cho, rằng, việc tính mức chịu thuế thu nhập cá nhân còn nhiều bất cập. Điển hình là việc lương tối thiểu theo bốn vùng tranh nhau. Nhưng mức thu nhập khởi điểm đóng thuế, và giảm trừ gia cảnh lại bằng nhau. Điều chỉnh quá muộn, mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên báo gia đình và xã hội. Tiến sĩ La Văn Thái, chuyên gia kinh tế cho, rằng. Việc Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng một tháng lên, mức 11 triệu đồng một tháng. Và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng một tháng lên 4,4 triệu đồng một tháng là quá muộn. Theo tiến sĩ Thái, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh giao thông GC thêm 2 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế. Và thêm 800.000 đồng một tháng cho người phụ thuộc là dựa trên mức tăng tương ứng khi cổ phần y biến động, tăng trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm áp dụng mức giao thông GC gần nhất. Tuy nhiên tiến sĩ Thái cho rằng việc chờ đến lúc cổ phần y tăng trên 20% mới điều chỉnh là không hợp lý bởi vì trong trường hợp lạm phát chỉ chạm mức 20% kéo dài trong nhiều năm thì người nộp thuế sẽ chịu thiệt. Do vậy, chỉ nên xem biến động của cổ phần y là một trong những căn cứ xem xét để điều chỉnh giao thông GC. Bên cạnh đó cần tính đến các biến số khác như tăng trưởng kinh tế, mức sống của người dân, mức sống của các khu vực khác nhau chi phí sinh hoạt tối thiểu của người dân ở các thành phố lớn chắc chắn cao hơn hẳn các tỉnh thành phố đặc biệt là các vùng sâu vùng xa thế nhưng mức giao thông gc lại áp dụng bằng nhau là chưa hợp lý tiến sĩ la văn thái nói ông thái cho rằng chính sách cần khuyến khích người dân chi tiêu hoặc tái đầu tư vào giáo dục nâng cao dân trí để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tăng năng suất lao động quốc gia cần khuyến khích người lao động có thu nhập cao cùng bàn về câu chuyện này th Đinh Tuấn Minh, chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng tương đối cao trong giai đoạn vừa qua và lạm phát nhiều năm dồn lại. Tôi cho rằng ngưỡng chịu thuế 11 triệu đồng mà Bộ Tài chính đề xuất là quá thấp. Mục đích thuế thu nhập cá nhân là đánh thuế vào người có thu nhập cao trong xã hội, do đó lẽ ra ngưỡng chịu thuế phải ở mức cao. Để quy định mới không trở nên là hậu quá nhanh, ngưỡng chịu thuế cần phải ở mức cao hơn. Việc chỉ dựa vào mức tăng cổ phần đi để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế là không phù hợp lẽ ra phải căn cứ vào mức tăng thu nhập của người dân để điều chỉnh bởi thuế thu nhập cá nhân dùng để đánh vào người có thu nhập cao chứ không phải đánh vào đại đa số dân có thu nhập trung bình năm 2019. Ngưỡng chịu thuế 9 triệu đồng có thể xem là mức thu nhập trung bình cao với giáo dục bình quân đầu người khoảng 1.900 đô la. Nay, giáo dục bình quân đầu người đã 3.000 đô la, tức là thu nhập đã tăng 36%, thu nhập tăng nhanh như vậy mà ngưỡng chịu thuế chỉ căn cứ vào lạm phát thì không đúng bản chất của thuế thu nhập cá nhân th ép minh nói thêm về cách tính ngưỡng chịu thuế theo cổ phần y nhiều chuyên gia khác cũng chia sẻ để luật thuế thu nhập cá nhân có tính pháp lý bền vững ổn định lâu dài không bị lạc hậu không phải thường xuyên điều chỉnh ngưỡng khởi điểm tính thuế khi lạm phát hàng năm của nền kinh tế nước ta luôn có sự biến động thì không nên quy định ngưỡng khởi điểm tính thuế thu nhập cá nhân bằng một số tiền tuyệt đối là 5 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng. Ngoài ra, để khuyến khích được những người lao động có tài năng có thu nhập cao chống thất thu thuế nên thay đổi mức thuế xuất theo biểu thuế lũy tiến sao cho khoảng cách giữa các mức không quá tranh lệch nói về ý kiến cho rằng mức giao thông gc phải căn cứ vào thực tế chi tiêu của người dân chẳng hạn học phí của con tiền khám chữa bệnh nếu có hóa đơn chứng từ thì những chi phí đó sẽ được tính vào giao thông gc Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường giá cả bộ tài, chính cho, rằng điều này vô lý. Ví dụ ông nhà giàu, ông cho con đi học trường quốc tế, đi bệnh viện quốc tế, xong ông tính chi phí đó. Vào giảm trừ là không, được, không công bằng với những người có điều kiện thấp hơn, khi xây dựng luật, là phải đòi hỏi sự công bằng. Ông giàu, nghèo như nhau, không thể ông nhiều tiền, tiêu nhiều, thì lại hưởng ưu ái hơn, Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Chí Long chia sẻ. Bạn thấy thế nào về điều này? hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại